Vâng, lời nói đầu tiên cho phép Vũ Di Long kính chúc cho chú anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Tên 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 tên. Long không biết hôm nay ông trời ông có giận lâu không mà sao mà một chút cái ông nắng chút cái ông vừa mát cái Long chạy ra định quay cái ông nắng lại. Cái Long chạy vô một lát cái thấy ui mát mát cái Long chạy ra cái ông nắng. Không biết ông có giận Long không, Long cũng không biết nữa. Tại vì hôm nay Long đi hơi sớm cả nhà. À, rồi hôm nay thì Long xin gửi đến của chú anh chị mình một tác phẩm của Long, một cái khúc được mang tên Nước mắt của cha. Mong các chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức. Mòn hôm nay giờ vắng bóng cha rồi, cây me trước nhà giờ cũng buồn hiu, hàng dừa ven sông buồn hiu hắt đứng nhìn, cây khế sau nhà chiều ngơ ngác buồn thêm, lòng con ngấn sâu hình bóng của cha già trong mái tranh nghèo bên tạch trà thôn, dịu dàng bên tai lời âu yếm của mẹ bên mái tranh nghèo nhưng chưa đầy tình thương. Cha bóng cha đã hao gầy, nước mắt cha rơi đầy khi mỗi lần cha đánh con đau. Rồi trong đêm cha đến bên con khờ, nước mắt cha rơi trao đôi dòng lệ tuôn rơi. Thương con cha không nói ra lời, trong lòng con có hiểu được không? Ngày con bên cha, còn cha đã hao gầy, nước mắt cha rơi đầy khi mỗi lần cha đánh con đau. Rồi trong đêm cha đến bên con khờ, nước mắt cha rơi trao đôi dòng lệ tuôn rơi. Thương con cha không nói ra lời, chất chứa trong lòng con có hiểu được không? Ngày con bên cha còn tình ơi ấm trong đời, vắng bóng cha rồi đời con mãi lênh đênh.